Đây là bên trong phòng chờ để đi Phú Quốc. Hôm nay nhà mình có chuyến đi Phú Quốc tự túc 3 người. Bây giờ mình đã qua hải quan, bây giờ mình sẽ đi đến nơi chờ để lên máy bay. Đây là bên trong của ga đi quốc nội. Bây giờ mình sẽ chờ ở cửa 19 để lên máy bay đi Phú Quốc. Chuyến đi của gia đình mình tự túc 3 người. Hôm nay mình sẽ đi của hãng Vietjet. Từ nhà là xuất phát 10 giờ, sau 1 tiếng thì đến đây. Bây giờ là hơn 11 giờ, chờ khoảng tiếng rưỡi nữa mới lên máy bay. Là bảng giờ bay của các chuyến bay. Đây là bên trong của ga đi quốc nội. Những hàng ghế ngồi chờ. Kế bên là cửa hàng bán thức ăn nhanh fast food. Còn đây là cửa hàng bán quà lưu niệm. Mình có những món quà rất là dễ thương. Trong đây có nhà hàng buffet Le Sài Gòn Nê. Đang thông báo là chuyến đi Phú Quốc bị delay. Vì 12:45 bay mà bây giờ là 13:10. Đây là cửa 12 chuyến bay đi Phú Quốc. Bây giờ đang ngồi chờ để lên máy bay. Bị delay nửa tiếng, 13:10 mới bay. Bây giờ là mới có 12 giờ. Bây giờ chuẩn bị để lên máy bay. Đang ở trên máy bay của hãng Vietjet. Máy bay này khoảng 180 ghế. Máy bay nó đang tỏ khí ra nè. Mỗi hàng ghế là 6 ghế, là khoảng 180 chỗ ngồi. Mình đến Phú Quốc, khi mà nhân viên và đất rời khỏi khách, nên bạn sẽ chuẩn bị cho hành trình nhận lấy là bài. Let it go to the next point, the bus is train 327. Oh, but you can see the Phú Quốc, all cars will now leave the airport. We are ready for departure. Thank you. Giờ chuyến bay bắt đầu khởi hành. Đây là chuyến bay Vietjet 327. Chúng ta chuẩn bị cất cánh. Vì sự an toàn, sau đây quý vị hãy hướng dẫn khách sử dụng các thiết bị an toàn. Khoảng 13:30 thì máy bay bắt đầu cất cánh. Sau thời gian bay khoảng 40 phút sẽ đến Phú Quốc. Phú Quốc là một đảo lớn nhất của Việt Nam, nằm trong quần đảo ở Vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang. Chuyện hỏi á. Sau khoảng 40 phút bay thì máy bay đã đến Vịnh Thái Lan. Bên dưới là rất là nhiều đảo. Bây giờ máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống đảo Phú Quốc. Đảo Phú Quốc đây. Thank you.
bay đang hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc. Rồi máy bay thì mình lên xe buýt để đi vào trong sân bay. Bây giờ xe buýt sẽ đưa mình đi vô sân bay của Phú Quốc. Đi có chừng 2-3 phút rồi ha. Chỉ ra 2-3 phút là đã đến nơi à. Đây là bên trong của sân bay Phú Quốc. Mình đã đến sân bay Phú Quốc thì mình đi thẳng ra cửa, không có qua hải quan. Ra khỏi sân bay, bây giờ mình lên taxi Mai Linh đi về khách sạn.